Xin chào tất cả mọi người. Đây là buổi tiệc đầu năm mới của nhà chúng tôi. Nào xem bác Hồi đang làm gì nào. Bác chúc cái gì đi nào. Bác chúc mừng năm mới đại gia đình nhà mình nhà. Năm mới các mùi này sức khỏe rồi sao. Năm ăn phát tài phát lộc. Thế còn bác Hà. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ tươi trẻ mà. Thế còn cô cháu. Năm nay thêm con dê nhá. Thế còn bác Hoàng ơi. Bác Hoàng ơi, tất cả mọi người mạnh khỏe này, làm ăn phát tài, vạn sự như ý nhá. Nào thế cháu bé, chúc gì? Em chúc gì, chúc gì, chúc trẻ để dành mình năm mới. Đâu rồi? Vạn sự như ý. Nào nào. Còn cô gái này, cô chúc cái gì đi chứ? Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Anh nhéo vàng ơi. Anh nhéo vàng chúc gì nha? Chúc đi. Happy New Year. Tiếng Tây. Nào. Cậu này. Dạ. Hai thằng này chúc đi. Còn đang ăn. Rồi, ăn xong rồi. Chúc đi. Rồi, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Bác Sơn. Chúc mừng năm mới. Cứ thế này nói cho nói ra cho. Năm mới tốt lành. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Tự sướng đi nhá. Chúc mừng năm mới. Chúc tất cả mọi người tươi trẻ, sức khỏe và an khang thịnh vượng. Bye bye.